Màn bắn pháo hoa kỷ niệm 235 năm ngày Quốc khánh Pháp đã thắp sáng vùng trời xung quanh tháp Eiffel vào đêm 14 tháng 7. Ngoài pháo hoa, điểm đặc biệt năm nay là sự xuất hiện của ngọn lửa Olympic và màn biểu diễn máy bay không người lái, tạo hình những biểu tượng lấy cảm hứng từ Thế vận hội sẽ khai mạc ngày 26 tháng 7 sắp tới tại thủ đô Paris. Các khu vực xung quanh tháp Eiffel đã được sử dụng làm điểm thi đấu Olympic, khiến người dân và khách du lịch chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng màn pháo hoa được bắn từ tháp Eiffel. Năm nay, Pháp đón Quốc khánh khi đang trải qua giai đoạn khủng hoảng chưa từng có sau quyết định giải thể Quốc hội của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.